Thưa quý vị, một bạn đọc có tên là Thành Nhân đến từ Thành phố Hồ Chí Minh có gửi câu hỏi về cho chúng tôi rằng: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 10 năm, đầu tháng 6 này là tròn 1 năm tôi nghỉ việc tại công ty cũ. Hiện nay tôi không làm việc tại công ty nào và có ý định nhận bảo hiểm xã hội một lần. Xin hỏi người lao động muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần cần chuẩn bị những loại giấy tờ nào? Dưới đây là giải đáp đến từ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, mời quý vị cùng theo dõi. Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội Nghị quyết số 93/2015 thì người lao động đủ điều kiện nhận bảo hiểm xã hội một lần và có đơn đề nghị thì sẽ được giải quyết. Hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội một lần gồm bản chính sổ bảo hiểm xã hội, bản chính đơn đề nghị, mẫu số 14-HSB. Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng phải có thêm trích sao tóm tắt hồ sơ bệnh án, bản chính bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng trợ cấp khu vực, mẫu số 04B-HBQP, thông tư số 136/2020. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.